Ok, thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mình hướng dẫn mọi người chúng ta về cái cách sử dụng dòng loa JBL MK2. Quý vị chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể là theo dõi để chúng ta biết cách cân chỉnh này kia về cái dòng loa JBL này mọi người ha. Thì hiện tại thì bây giờ thì mình đang ở trên phòng cinema. Thì căn phòng này bên mình cũng mới decor lại. Thì không biết mọi người chúng ta xem tổng quan thì mọi người chúng ta cảm nhận như thế nào? Bởi vì là cái clip này thì anh Vũ anh cũng đã có quay cận cảnh chi tiết này kia rồi. Thì nếu như chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể là vào clip để chúng ta theo dõi. Thì đường link thì mình có để sẵn ở trên này. Đó. Thì ngoài ra nữa thì nếu như quý vị chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể là ghé bên mình để chúng ta thực tế chúng ta xem chúng ta trải nghiệm này kia. Thì khi đó nó sẽ có một cái khách quan hơn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa. Thì mình sẽ mời tất cả mọi người chúng ta quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay ha. Ok mọi người, thì trước mặt mọi người đây là một chiếc mixer được tích hợp trong chiếc loa JBL N1 MK2. Và clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thao tác nhanh ở trên này. Và một clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta kết nối với app để chúng ta tinh chỉnh trên phần mềm. Nó sẽ chi tiết hơn và nó sẽ có nhiều cái để chúng ta tối ưu hơn. Rồi đầu tiên thì mọi người nhìn vào đây thì mọi người chúng ta sẽ thấy được rằng là dòng mixer này được tích hợp đó là 5 channel in 1, 2, 3, 4 và 5 channel in. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng channel nào thì chúng ta sẽ bấm lên channel đó. Ví dụ như hiện tại mình đang sử dụng là channel số 1, mình đang cắm mic rồi, channel số 1 thì mình sẽ bấm cho bóng nó sáng ở channel số 1. Sau đó thì chúng ta sẽ lớn nhỏ gain của channel số 1. Đó, mình để tầm 30. Rồi, nó sẽ tích hợp thao tác nhanh đó là bass, mid, treble và reverb. Bây giờ chúng ta muốn chỉnh bass lên thì chúng ta sẽ chỉnh bass, chúng ta muốn chỉnh cái phần dãy mid low lên bao nhiêu chúng ta chỉnh lên, và chúng ta muốn chỉnh dãy treble lên bao nhiêu thì chúng ta sẽ chỉnh lên. Tương tự ngõ số 2 cũng như vậy. Nếu như chúng ta cắm nhạc cụ hoặc một cái gì đó vào ngõ số 2 thì chúng ta muốn cân chỉnh thì chúng ta sẽ bấm đến số 2 cho bóng nó sáng như thế này. Tương tự chúng ta cũng gain lớn nhỏ bass, mid và treble. Và ngõ số 5 thì sẽ tích hợp đó là ngõ 3.5 và cộng theo đó là có kết nối được Bluetooth bằng ngõ số 5 này luôn. Thì chúng ta ví dụ chúng ta kết nối Bluetooth thì chúng ta sẽ chọn đến số 5, rồi chúng ta cũng lớn nhỏ nhạc ở channel số 5, bass, mid và treble. Tiếp đến, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách kết nối Bluetooth. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào phần menu đây. Chúng ta sẽ chọn vào phần setting và chọn phần là Bluetooth Audio Pairing. Đó, nó sẽ hiển thị như vậy. Sau đó chúng ta lấy điện thoại ra, chúng ta bật Bluetooth là như là chúng ta tìm kiếm, nó sẽ hiển thị là JBL N1. Sau đó chúng ta bấm kết nối thì khi đó nó sẽ kết nối được. Rồi trở lại, dòng loa này thì có rất nhiều quý khán giả và quý vị có nói là dòng loa này không có echo. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để setup echo và cũng như reverb xem nó có ok không. Và trước khi setup echo và reverb thì đòi hỏi mọi người khi chúng ta mới mua một cái loa mới về, chúng ta cần phải update firmware mới cho nó. Thì khi đó cái hiệu ứng effect nó mới tối ưu được, nó mới hay, nó mới ok được. Còn nếu chúng ta để nguyên như cũ thì chắc chắn rằng cái effect của nó sẽ không có được tối ưu đâu, không có được hay đâu mọi người ha. Khi mới mang loa về mình cũng để vậy, mình setup echo set mãi mà echo mình không ra được. Echo ra rất là khó chịu mọi người. Mà khi mình update lên thì cái echo và hiệu ứng effect ra rất là hay. Cho nên hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta setup echo. Đầu tiên thì mọi người chọn cho mình vào channel số 1. Tại vì hiện tại mình đang cắm mic vào channel số 1 thì đầu tiên mình sẽ chọn vào channel số 1. Sau đó mình sẽ vào phần FX để mình xem nó ra trước đi, lát nữa để cho nó có tiếng, sau đó mình sẽ setup tiếp. Tạm thời bây giờ thì mình sẽ để reverb là ví dụ như là âm 5 đi chẳng hạn ha. Rồi là phần delay thì mình sẽ chọn chế độ là âm 5 luôn. Rồi cho root thì cũng vậy. Cái này thì mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người biết là cái này nó có công dụng gì mọi người ha. Rồi, còn về phần karaoke thì thông thường chúng ta sẽ chọn hai chế độ này, reverb và delay đây thôi ha. Rồi.
Ok, chúng ta làm đúng như vậy rồi. Bây giờ chúng ta back trở lại. Bây giờ hiện tại nó đã có chưa? Hiện tại bây giờ nó chưa có. Thì chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ vào phần main menu đây. Chúng ta bấm vào. Sau đó chúng ta sẽ chọn đến phần là FX đây. Ta sẽ đầu tiên đây, phần FX Processor đây. Chúng ta sẽ on nó lên ha. On lên. Đó. Tiếp đến chúng ta đưa xuống dưới cùng. Đấy, phần FX cái này là tức là âm lượng của effect, âm lượng tổng của effect bao gồm có reverb, echo này kia đó, chúng ta sẽ đưa nó lên. Mình đang thì mình để đại tạm thời là mình để tầm âm 5 đi chẳng hạn. Rồi, tiếp đến là xuống dưới cùng đây là phần FX mode đây mọi người ha. Đây, Realm Mode đây mọi người. Trường hợp nếu chúng ta thấy đang on thì chắc chắn rằng là hiệu ứng effect chưa hề có, hiệu ứng echo thì vừa chưa hề có, thì đòi hỏi chúng ta phải off mode đi thì nó mới có. Rồi, thì bây giờ đã có chưa? Mình sẽ vào mình thử alo thử coi. 1 2 6. Đó, hiện tại bây giờ đã có rồi nhá. 6, mình tăng lớn lên như này. 6 7 1 2 4 5 6 7. Đó đã có echo đó mọi người ạ. Rồi bây giờ để setup thông số echo. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ setup reverb trước ha. Mình tắt cái mình vào echo mình tắt echo đi. Mình trở lại, mình vào phần reverb mình setup reverb trước. 1 2. Hiện tại bây giờ effect chưa có, tức là reverb chưa có luôn. Bởi vì vừa rồi mình vừa off echo và bây giờ mình vào phần reverb mình thấy nó đang off này. Thì bây giờ mình sẽ đưa nó lên. Bấm vào, mình sẽ on reverb lên 6 1 2. Đó mọi người thấy không? Reverb có hay không? Rồi. On lên rồi xong. Bây giờ chúng ta phần reverb thì nhà hàng có setup một cái số reset sẵn đây mọi người. Mình thử chọn vào xem nó có cái gì hay không nào. Custom là mặc định ha. Bây giờ mình sẽ chọn vào ROM coi. 1 2. Quá ngắn không hát được. ROM Medium coi 1, 2, 6 nó cũng chưa được ok. Chọn vào chế độ ROM Medium Bright coi 1, 2, 6 hơi ngắn quá 1, 2, 4, 5, 6 đó, cái này thì được. Cái này thì cũng tạm thời là ok. Nếu như quý vị chúng ta không có quen setup thông số thì chúng ta có thể chọn vào cái phần reset của nhà hàng đây để chúng ta chọn một số reset sẵn của nhà hàng họ đã setup sẵn cho chúng ta. Đây, mình sẽ chọn vào phần ROM lát đây. 6 7 1 2. Đó, cái này cũng rất là ok, cái này có thể xài được, không cần phải điều chỉnh thông số ở dưới này. Còn nếu như trường hợp chúng ta muốn điều chỉnh thông số thì chúng ta vào phần custom. Size đây tức là chế độ dài của reverb dài bao nhiêu để mình xem nó có bao nhiêu chế độ. Các cái phần khác thì nó sử sử dụng bằng thông số mili giây, còn cái này thì nó cho mình các chế độ sẵn. Có xem có bao nhiêu, 1 2 1 2 3 và 4. Thì để mình thử cái thứ nhất coi, phần shop coi 1 2. Quá ngắn, mình tăng lên cái thứ hai, phần medium coi 6 7 6 cũng chưa ok đối với mình. Cái chọn cái thứ ba long coi 1 2 6 7 đó, cái này ok, cái này thì ok, mình thích cái này, nó vừa tức là độ dài của reverb mọi người ha. Và tiếp đến là re delay ha. Hiện tại nó đang nằm ở mức là 40 ms. Cái này tức là thời gian can thiệp của reverb vào tiếng mic thô. Nếu như chúng ta hát chuyên nghiệp thì chúng ta có thể chọn ms cao lên để cho nó rõ được cái tiếng mic thô của chúng ta ra. Đó. Khi chúng ta phát âm ra một cái sau đó bằng 90 ms thì khi đó là tiếng reverb nó mới can thiệp vào. Đó, bây giờ còn chúng ta hát bình dân thì chúng ta sẽ đặt khoảng tầm 40 giờ đó thôi để cho cái tiếng của chúng ta nó mềm đi, một mềm hơn một chút. Đó. Mình sẽ để 40. Rồi, tiếp đến là phần low pass filter và high pass filter thì cũng là cắt tần số thôi. Mọi người muốn cắt bao nhiêu, mình cắt lên, mình sẽ chọn lên chế độ là medium để cho nó cắt bớt những cái tần số thấp đi.
Rồi tiếp đến là phần hai bát filter. Hai bát filter thì mình sẽ thông thường mình sẽ hay chọn là phần chế độ bright để cho nó có cái tiếng tiếng xì đuôi mọi người nghe cho nó ok. Reverb thì mình rất cũng khá là nhiều người thích là cái tiếng xì sau đuôi á. Đó. Còn đây là phần lớn nhỏ. Light to mid mixer mọi người ha, lớn nhỏ. Thì mình sẽ để là không decibel luôn, mình sẽ để lớn nhất. Rồi lát nữa muốn lớn reverb bao nhiêu, echo bao nhiêu thì mình sẽ vào từng channel đó để mình lớn nhỏ của reverb và đi và echo riêng. À, cái này phần reverb xong rồi mọi người ha, mình sẽ trở ra. Tiếp đến mình sẽ vào phần delay để mình cân chỉnh delay. Sau đó, reverb bây giờ mình đã cân chỉnh reverb xong rồi thì bây giờ mình sẽ off reverb đi. Mình không có thích nó cân chỉnh một lúc cả hai thứ. Khi nào cân chỉnh xong thì đó mình mới trộn nó vào. Mình tạo thành mình off reverb 1 2 6. Đó, bây giờ mình sẽ trở lại mình bắt đầu mình chỉnh delay. Delay hiện tại đang off thì bây giờ mình sẽ on nó lên. Đó, chúng ta alo chứ chưa có gì nhá. 1 2 6 đang off ha, mình sẽ on nó lên. 1 2 mọi người thấy không, nó có đó. 6 7. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào phần phần đây là một số reset của nhà hàng cho sẵn. Vậy thì từ bây giờ mình sẽ test thử xem là có cái nào nó ok không. Chọn cái này coi. 6 7. No, không được. 2 6 2 2 6. Nói chung là một số reset sẵn về vấn đề echo thì không có cái nào mà chấp nhận được hết. Cho nên là mình sẽ chọn vào chế độ custom. Đó, sau đó thì mình sẽ tự điều chỉnh theo ý của mình. Đầu tiên là phần delay đây thì mình sẽ chọn là 250 tùy vào những cái dòng nhạc hoặc là cái nhu cầu sử dụng. Thì thông thường như trên cái mixer này thì mình để 250 là vừa. Mình thử alo coi. 1 2 6. Đó, cái này là thời gian lặp lại mọi người ha. Mình để 40 nó sẽ hơi nhanh quá. 1 6. Cho nên mình sẽ để 250. 1 2 6. Đấy. Tiếp đến là phần feedback, tức là số lần lặp lại. Số lần lặp lại thì mình sẽ ví dụ mình thử đưa về 40 coi. 1 2. Số lần lặp lại nó quá ít bởi vì là 40 thì nó đâu đó khoảng tầm được 4 tới 5 lần thôi. Đó cho nên mình sẽ đưa lên là 45. 1 1 Ok. 45 là vừa. Tại vì số lần lặp lại của Echo thì mọi người nên cho nó lặp lại khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 7 lần gì đó hoặc 6 lần gì đó là ok. Còn 4 lần, 5 lần, 4 lần thì nó hơi hơi ít quá. Khi nhạc vào nó sẽ bị che lấp bớt lại nữa. Rồi cho nên mình sẽ để 45 mọi người ha. Thế đấy là phần low pass filter. Low pass filter tức là chúng ta muốn cắt tần số cao. Tần số cao thì mình sẽ mọi người để cho mình khoảng tầm là 9 9000 đi, 9000 Hz thì tương đương với là 9 ký thì mọi người, hoặc chúng ta có thể để là tầm 95 hoặc 1 người hoặc cả 10000 cũng được. Đó. Trường hợp nó hay bị hú này kia thì chúng ta nên để khoảng tầm 9 thôi, để tầm 9000 thôi, tương đương với 9 ký thôi. Sẽ thử alo. 1 2 6 7 1 2. Đấy. Echo nó rất là hay luôn mọi người. Echo của nó cũng tương tự như những con vang số này kia mọi người ạ. Rất rất là ok. Cho nên mọi người đừng có nhầm tưởng là con này không có echo ha. Mà ngược lại echo nó cũng khá là hay và chúng ta cân chỉnh cũng khá là chi tiết, có thông số đầy đủ. Rồi xuống dưới cùng là phần là level two mixer đây, tức là phần là lớn nhỏ, chúng ta muốn lớn nhỏ bao nhiêu đây ha. Mình cũng để là tăng lớn lên lớn nhất 0 decibel. Đó. 1 2 6. Rồi. Ok, xong xuôi cái phần delay ha. Bây giờ mình sẽ trở lại phần này. Ra phần này thì bây giờ mình sẽ vào phần âm lượng tổng của bộ effect này. Bây giờ chúng ta muốn lớn bao nhiêu này? 1 2 lớn nhất rồi này. 6 7 1 2 6. Đó, mọi người muốn lớn bao nhiêu mọi người cứ vào phần này mọi người tăng lớn lên ha. Hồi nay mình chưa có trộn reverb vào cho nên bây giờ mình sẽ trộn reverb vào.
vào phần revert lại, mình sẽ on nó lên. 1, mọi người nghe không? 6, 7. 1, 2, 6, 7. Đó, bây giờ là echo và revert đã được trộn vào rồi ha. Ok, xong. Rồi bây giờ như chúng ta muốn là revert nhiều hay là echo nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ vào channel đó. Hiện tại mình đang cắm là channel thứ nhất, thì bây giờ mọi người chúng ta sẽ chọn vào channel thứ nhất. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần FX Send. Sau đó chúng ta sẽ vào phần revert. Bây giờ các bạn, bây giờ mọi người chúng ta muốn revert lớn bao nhiêu chúng ta tự tăng thử chúng ta. Tắt luôn. 6 7 1 2 6 7. Đó, mình tắt revert luôn. Đấy, bây giờ mình muốn tắt echo luôn. 1 2 4 5 6 7 mình giảm hết. Rồi mở revert lên. Bây giờ mình muốn hát và mình revert thôi ha. Tăng revert lên. 1 2 4 5 6 7. Đó. Còn nếu như chúng ta muốn trộn lẫn quả revert và echo vào thì chúng ta sẽ chọn revert ít thôi. 1 2. Rồi, tiếp tục xuống phần delay, chúng ta sẽ tăng phần lên, tăng lên, tăng lên để cho nó trộn revert và echo vào. 1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 2 6. Đây, coi như là đã hoàn thiện rồi mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người setup phần effect là như vậy ha. Mọi người chúng ta có thể theo dõi để chúng ta làm y hệt như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng effect khá là ok đó mọi người ạ. Ok mọi người, thì hôm nay thì mình làm clip nhanh để mà hướng dẫn cho mọi người chúng ta những cái thao tác chỉnh tai nhanh ở phần bên ngoài. Và một cái clip khác thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta kết nối với phần mềm để chúng ta cân chỉnh ở trên app. Thì trong phần mềm thì chúng ta có thể cân chỉnh chi tiết ở trong được nhiều cái hay hơn và tối ưu hơn. Và bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và mọi người có những cái ý kiến đóng góp như thế nào thì chúng ta có thể comment ở dưới ha. Bye tất cả mọi người ha.